thì ngày nay làm cái video này để mình à, giải thích về một cái chuyện lùm xùm không có vui mới xảy ra gần đây thì à, có một anh à, YouTuber đến từ Việt Nam đã bỏ lên một cái Facebook và không có nói tên mình nhưng mà tố giác mình là ăn, ăn cướp ăn chặn gì của anh ta 30 tỷ à, khoảng 1.5 triệu đô la wow rất là sốc ha thì trong quá trình mình làm việc hai mươi mấy năm à, trên 20 năm ở, ở đất nước Mỹ này là một người rất là thành công. Đây là một lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp của mình có một người tố giác tố cáo là mình ăn chặn tiền của người ta <laughs> rất là rất rất là thú vị hiểu ngầm với nhau thôi tại vì không có trên giấy tờ không có thỏa thuận với nhau á là chừng này nè là chương này là quảng cáo nhưng mà ngầm hiểu với nhau là khoảng 6 triệu đó là để trả tiền quảng cáo coi như là quảng cáo influence thì uh, anh invest thì chỉ khoảng 4 triệu thì 6 triệu là một cáo phe đúng là cái điều hoàn thành rồi bắt tay với nhau bắt đầu làm việc ha đó là uh, câu câu chuyện bắt đầu từ đó thì uh, nó xảy ra như vậy thì có một ngày đầu đó, đó mình mới mình báo thông báo cho team DBG uh, biết là mình có sự sỏa thuận và đã gửi cho anh 10 triệu thì team mình không đồng ý nói à, uh, đúng anh ta cũng biết về anh ta khi quảng bá như vậy nhưng mà làm việc là phải có à, giấy tờ nếu anh ta bán ra à, không dự ý bán ra hết thì sao đó là không tốt cho đồng dbz à, mình mới wow đúng rồi mình làm cái việc này là là không đúng thì à, mình mới có lại một cái sự thỏa thuận một sự thỏa thuận với anh youtuber này thì có một ngày đó, đó một buổi đó là ngày thứ bảy anh ta về ở Houston Texas bởi vì à, anh em chuẩn bị quay một vài cái YouTube để phỏng quảng bá đồng DBZ ha. thì anh ta vào về thứ bảy thì anh ta ở trong nhà Vương Phạm thì Vương Phạm thì cũng, cũng mọi người biết anh Vương Phạm cũng có nhà trong cái cái khu của mình thì à, mình giải thích với anh ta nói anh em hiểu với nhau đúng là cái này à, à, coi như là cái tiền crowd up khoảng 4 triệu là coi như là tiền anh đầu tư Uh, anh youtuber này đầu tư thì 6 triệu coi như là tiền uh, cũng quảng cáo nhưng mà team DVG muốn require là lock lại cái tiền coi đó dĩ nhiên để công bằng không có thể là lock lại 10 triệu được tại vì anh đầu tư thì anh mình đầu tư anh có coi thì cái coi đó mình không có thể là uh, lock lại cái coi đó được lock có nghĩa là khóa nó lại một trong một thời gian nào đó mới được mở khóa ra để để anh ta toàn quyền uh, làm cái gì thì làm đó ha thì ha mình với anh YouTuber này à, đến một cái thỏa thuận như vậy, ok, no problem, mình giải thích cho anh hiểu là như vậy thì anh ta, anh em vui vẻ mà lúc đó làm thì, thì tin tưởng với nhau thôi, no problem. Tại vì mình uh, um, bị cái lốc anh ta chạy cho, lúc đó thì anh ta nói Ồ cái mình đâu có không có bằng dự án lâu dài, mình cũng không có muốn cast ra ít tiền làm gì để lên một hai đồng rồi năm mươi triệu đô, năm triệu đô gì đó thì mới bán đúng không? chứ, chứ anh ta cũng sẵn sàng welcome liền à, no problem làm thì long story short đó là một cái sự à, thỏa thuận với nhau thì ngày đó là ngày thứ à, ngày thứ chủ nhật đúng không? thì đúng là cái đó là chủ nhật anh ta về đây thứ bảy nhưng mà chủ nhật thì anh em mới à, gặp nhau tại vì dự tính là ngày chủ nhật là sẽ là xuống nhà phong Vương Phạm để um, quay làm một cái video để quảng cáo thì đó. Thì mình lấy lại đồng coi đó ha, gửi lại cho tụi cho Dev cho team DBG và yêu cầu team BBG là gửi cho uh, anh YouTuber này 4 triệu và 6 triệu đó sẽ viết một cái smart contract để và và ở sẽ đồng ý với nhau ngày nào thì anh này release. No problem, thỏa thuận anh em vui vẻ, nó bắt đầu xong. Câu chuyện là tới đây là, là là vui vẻ bắt đầu chuẩn bị xuống phòng của Vương Phạm chơi Anh em đi mua cua rồi làm đồ ăn xuống đó nấu Thì ngày đó cũng có nguyên gia đình của Vương và cũng có, có nhân viên của à, của Vương ở đó Anh em ăn vui vẻ nguyên một ngày đó là coi như xong không có chuyện gì xảy ra Ngày hôm sau anh ta quay về lại à, New York Đó anh Youtuber này New York hay đâu đó mình cũng không có, không có rành Thì... À, Bắt đầu anh em dự tính là cái ngày chủ nhật tuần sau đó có nghĩa cách cái ngày mà anh em thật là một tuần là mình anh em mình sẽ ra một cái đồng NFT Diamond Boy Army thì lên kế hoạch chuẩn bị quảng cáo là cái ngày chủ nhật đó sẽ sẽ ra cái